Hello và xin chào tất cả mọi người đến kênh YouTube của mình. Rất là vui gặp mọi người trong video này. Và như mọi người thấy hiện tại bây giờ mình đang có 3 ngoại binh và 2 xạ thủ ở đây. Trong trận đấu này thì mình sẽ chơi cho thua cho anh em xem nhá. Chú thua ngoại binh. Một trong những thứ mà mình thích chơi nhất là chính là chú thua ngoại binh mọi người ạ. Ở trong game này thì mình đang có 3 ngoại binh. Thì nếu như mà để mà thua sướng nhất trong một trận đấu ấy, thì mình sẽ cần đó. Ui ngon quá nhở. Round này thua đẹp quá mọi người. Còn có 2 người chơi thôi. Rồi ok. Mình đang còn 80 tiếp mọi người ạ. 80 máu nhá. Và đang có 3 trận thì nói chung là kiểu như này thì nó vẫn hơi không được đẹp lắm mọi người. Nó vẫn chưa được đẹp đâu. Nếu mà chú thua đẹp nhất ấy, thì nó như kiểu là mình cần phải có một cái chú thua như kiểu là tầm 3 trận thua mà còn 90 máu ấy thì đó perfect nhất nha. Thì nhưng không sao. Mình sẽ cố gắng bởi vì không biết chất đồ gì mà. Xíu nữa nếu mà có thể thì nó sẽ có một cái lõi công nghệ mà mình rất là thích, đó chính là lõi công nghệ nhỏ nhưng có võ mọi người. Lõi công nghệ mà có thể giúp mình có thể khả năng hồi phục ấy. Mình khá là thích cái lõi đó. Khi mà anh em có lõi đó ấy, mà anh em chơi thua ấy thì nó sẽ trở nên cực kỳ phê, phải nói là cực kỳ phê luôn. Một chỗ thua cực kỳ hoàn hảo mọi người ạ. Gặp ngoại lang này, 3 ngoại binh. Nói chung là nếu như mà ở round 2.3.3.3 mà có một lõi ngoại binh nữa thì ngon. Mình rất là lâu rồi nhá, rất là lâu rồi chưa có cảm giác 7 ngoại binh. Lâu lắm rồi, chưa có cảm giác đó. Và mình thì cũng rất là muốn cảm giác đó xuất hiện nữa. Bốn trận thua 72 máu. Không được đẹp lắm thế nên game này thì sẽ xác định kiểu thua tầm vài trận thôi. Tầm 8-9 trận lấy đồ để mình có thể hướng sang một cái lối khác, lối chơi khác thôi. Chứ mình sẽ không ham, không đu nhiều nó. Chỉ thua dương xương tầm 8-9 trận rồi mình sẽ comeback thôi. Không dính vào nhiều, dính vào nhiều là không rút ra được mọi người ạ. Mọi người xem video ủng hộ cho mình và đăng ký kênh và một like video nhé. Và nếu như có ý tưởng gì comment ở dưới, mình sẽ cố gắng hoàn thiện ý tưởng đó cho anh em xem. Không biết anh em đã từng thua cái bãi người đá chưa, nhưng mà mình đã từng có một kỷ niệm là thua bãi người đá rồi. Thì khi mà thua bãi người đá thì cảm giác nó phê lắm mọi người ạ. Nó phê lắm luôn ấy, phê lắm luôn ấy. Ok Nguyên đấy, từng thua chứ, đội hình này mà thua thì đúng là mình sau mình phải thay đổi thôi. Bởi vì thường thường hay mình hay chơi ngoại binh thì mình sẽ để kiểu này thôi. Ôi đừng nói thua nha, thua là khóc luôn đó. Thua không, chắc mình phải lắp ráp máu cho Kitlin luôn thôi. Ok chắc không thua được rồi, chứ không lắp ráp máu chắc thua thật đấy. Rồi ok win rồi. Đi đây giáp lưới à, trang bị thì nó cũng chỉ xương xương thôi.
Ông này thì ui đừng nổ hũ nha. Garen 2 sao chắc đủ 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 nhiệt đấy. Nhìn có vẻ hơi yếu này. À ok, bị thua rồi mọi người, hay quá. Thực sự là chỉ có chơi cho thua với đứt thèm cảm giác thua thôi. Đó, chỉ có chơi cho thua với thèm cảm giác thua thôi. Còn khi anh em chơi cho thắng thì nhìn thấy thua là cảm giác chỉ muốn gọi là buồn thôi đúng không? Game này thì mình đã thắng rồi. Đã thua rồi. Thì bây giờ mình đang có một cái trận đấu về 5 trận thua. Đẹp quá mọi người ơi. Loạt quá. Chỉ có vài máu à. 6 trận thua mà mình đang có 64 máu. Lượng máu vẫn đang rất nhiều mọi người nhá, đang rất nhiều. Trong game này thì mình đang thua khá đẹp rồi nha mọi người, đang thua khá đẹp rồi. Nói chung là game này thì nếu mà thua cảm giác cố gắng thôi để có thể một trận thua dài nhất thôi. Mình sẽ lấy con lấy cái cậy có khổ mới nhá. Ở game này thì đang làm có một lõi công nghệ đó chính là đang có một cái công nghệ đó chính là hộp đồ Banoran mọi người. Thì với hộp đồ Banoran như này ý, thì mình sẽ có một cái khả năng khá là hay, đó chính là mình có thể tích chế trang bị nào mình chế mọi người nhá. Chế trang bị nào mình chế luôn. Đó, hay điều đó. Ok, 8 trận thua rồi. Bây giờ thì 8 trận thua 50 máu thì nó phải nói là game này mình sẽ thua được khoảng tầm 10 11 12 trận đó mọi người ạ. Nếu mà cảm giác hiện tại bây giờ của mình sẽ thể thua cho anh em xem 11 đến 12 trận trong game này. Mười một mười hai trận trong một game thì phần thưởng nói chung là mình đang chỉ chơi có chuỗi thua khoảng tầm 3 ngoại binh ấy mọi người, nên là nó sẽ phần thưởng sẽ không được nhiều bằng 5 ngoại binh được. Bắn ui cái link mình chưa kịp bắn luôn. Hôm nay thì mình vừa mới làm được một video là con Caitlyn. Đó, hôm nay mình vừa làm một video về Caitlyn cầm 2 Sojin ở một cái trang bị thánh kiếm Mazane. Ui, cực đỉnh luôn. Chắc bữa sau mình sẽ post cho anh em xem nha. Ok, mình sẽ bây giờ thì mình cảm thấy 9 trận thua rồi và anh em nâng cấp đội hình khá nhiều ấy, thì mình sẽ nâng cấp đội hình lên mạnh hơn một chút mọi người nhá, mạnh hơn một chút để chơi đi. Bây giờ thì 9 trận thì mạnh hơn một chút thì mình sẽ có thể giữ được máu hơn. 9 trận rồi, game này thì nếu mà mọi người biết không? Game này nếu như mình đang có thêm một cái nói công nghệ nữa đó, chính là kiểu hộp đồ cái nhỏ như có võ ấy, thì mình khẳng định với các bạn luôn là mình sẽ có thể cho anh em xem chuỗi thua 16 trận luôn ấy. Với nếu mà có một cái lõi công nghệ là chính nhỏ như có võ hồi 2 máu mỗi round ấy, là mình có thể làm điều đó rồi. Mid Fortune skill. Ui, con này thua đậm thế, chết rồi mọi người, hỏng rồi, hỏng mấy kẹo rồi. Không giết nổi ai luôn mọi người ơi, trời ơi. Toàn thôi rồi. 10 trận còn 28 máu này. Đang tính nói là game này sướng xong thì gặp ngay quả đối thủ như này thì chịu rồi mọi người ơi. Ok, vậy là 10 trận 28 máu. 28 máu thua tầm 3 trận nữa. Rồi 13 trận rồi. Ui cũng căng phết đấy nhở. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu hình vào nha. Thì nhiều anh em hay bảo là cho ta khi mình chơi chỗ thủ ngoại binh ấy thì tốt nhất là đừng nên xem hòm, bởi vì sao? Nó sẽ không có độ tò mò bí ẩn ở bên trong ấy, nên là game này mình sẽ hạn chế nha, mình sẽ không xem hòm nha. Đấy, mình rất là tôn trọng ý kiến anh em, bởi vì anh em là sếp của mình mà. Nếu mà không có anh em thì mình cũng sẽ không thể tiếp tục làm công việc YouTube này. Đó. Có anh em thì phải có mình thôi. Đó điều đương nhiên đúng không? Nên là anh em có ý kiến gì hay góp ý hay thích thú về một điều gì đó thì comment ở dưới, mình sẽ cố gắng hoàn thiện ý tưởng đó cho anh em xem.
Bây giờ cứ để thôi, không nâng cấp thì nhiều mọi người ạ. Không nâng cấp thì nhiều nhá. Rồi ok. Vi này, Vi cho thay Vi vào đi. Ok, thích kế hoạch một chút liên quan đến cảnh binh mọi người nhá. Nhiều khi thua xong ấy mà không biết là không biết có thể là cho ta comeback được không thôi. Nhiều khi sợ thua xong mà không thể comeback được ấy thì mới mệt. Ông đang chơi gì đây? Học viện à? Ông đang chơi đội học viện mọi người ạ. Học viện này. Bắn 557 sát thương. Ok, win double mọi người, hay quá. Tuyệt vời, mình đang có 11 trận thua và 21 máu. Vẫn có thể thua thêm được nữa. Bốn xạ thủ, năm dốc đồ, hai pháp sư, bốn thách đấu. Mình một trận thua rồi, mình sẽ cố gắng thua thêm hai trận nữa cho đẹp người nhá. Thì thực ra thì cái hũ của ngoại binh thì nó chỉ đến mức đó chính là 12 là cùng thôi, nhưng mà thua càng nhiều thì càng hấp dẫn mà, đúng không mọi người? Ui chết rồi, cố lên. Chết rồi, dốc đồ. Ê, hên quá, thua rồi mọi người, mình tưởng thắng mất chứ. Kathleen ơi, bắn một phát thôi, rồi chết được. Kathleen. Hay quá, chết luôn con Bobby rồi. Rồi ok, ui. Hay quá, thua rồi mọi người. 12 trận mọi người nhá, 12 trận rồi, ok. Thua nó trận nữa không nhở, nên thua nó trận nữa không ta? Trận này có nên thua thất trận nữa không nhở? Một trận nữa thì... chắc cũng được thôi, để mình xem mình sẽ cố gắng làm điều gì đó một trận nữa nhá. Đây như này thì mình để như này là ổn áp này. Đó. Cóc mo 4 cảnh binh, cóc mo. Ok, mình có đồ đấy mà, mình sẽ lắp những quyền năng khổng lồ cũng được. Không sao, mọi người vẫn có thể nhá, vẫn có thể thua được. Ông này thì để xem nào, mình sẽ xem có thể thua được không. Ok, không chết được đâu mọi người, không chết được đâu. Ok, hay quá, 13 trận luôn mọi người. 13 trận luôn này, rồi ok. Tuyệt vời, còn 5 tiết. Xem ra đi chợ có tướng hay không. Ra đi chợ mà có thêm một con tướng Jinx à. Mình sẽ bắt Jinx mình nhá, bắt Jinx lại. Jinx là một vị tướng mà cực kỳ cần luôn đấy. Rất là cần thiết để có thể nổ hũ. Có thể game này mình sẽ làm một cái vị tướng X3 quyền năng. X3 quyền năng mọi Budo, X3 quyền năng cũng khá là ok, cũng khá là tấu hài đó. Bây giờ thì mình up level 8 cho Zinix vào thì con Miss Fortune của mình đang cầm trang bị này thì mình có thể làm điều gì đó với trang bị này của Miss Fortune. Nhiều tiên phải up level rồi đó. Rồi ok, up level nha mọi người. Đây là một trang bị full chí mạng rồi này. Mình sẽ run một chút. Kathleen. Oh my god. Fortune. Đô 2 Zinx luôn mọi người ơi. Galio này. Godfeeder đang có gì đây? Những phần tôi của mình là nói chung là đồ full chí mạng này, skill một phát là clear map rồi. Cái này thì mình sẽ làm cho anh em xem Galio 3 sao x3 quyền năng cũng được mọi người ạ. Để xem nó to nào nha. 13 trận thua. Nào, ok. Bán đi cho nó gọn tướng mọi người ạ. Để nó kiểu khi nó nổ hũ ra ấy, đỡ mất tướng mọi người nhá.
Archie gặp phải Razor Rezat à? Rồi ok nào, lõi công nghệ gì đây? Không hề hấn, phát ảnh vũ trụ. Mình sẽ lấy phát ảnh vũ trụ mình nhá. Rồi nhặt nào. Một Neko rồi. Hai Neko mọi người ạ, hai Neko một slot này. Hai Neko một slot này. Giáp lưới thì ra rất nhiều. Ba Neko mọi người nhá, có ba Neko luôn. Ba Neko các bạn ơi. Lên xạ đấy mọi người, lên xạ mình sẽ để này đi. Ok, này là khá là ổn rồi. Trang bị như này thì mình sẽ lắp cho con Vi vậy. Một trận đấu mình sẽ làm theo kiểu là một trận đấu nhiều quyền năng nhất cũng được mọi người ạ. Nhiều quyền năng nhất nhất. Bây giờ trận đấu này mình làm nhiều quyền năng nhất cũng khá là ok. Bởi vì bây giờ mình đang có ba quyền năng rồi. Thì mà lại có một cái nội tại. Ui Fiora đồ gắt thế. Lắp thôi mọi người ạ. Sợ thua á. Kiểu khi mình bây giờ mình thua phát là cút luôn ấy. Hay quá mọi người ơi, tưởng thua chứ, hên quá. Pha đã tưởng thua cơ. Trời ơi, hên quá vẫn thắng mọi người ạ. Bởi con Fiora đồ đẹp quá, nó đâm mình đau kinh khủng luôn. Hôm nay có trái tim ngoại binh à, Rayzat. 5 ngoại binh luôn rồi. Mình 3 Neko, 3 Neko làm Galio 3 sao 3 quyền năng. 3 Galio 3 sao 3 quyền năng. Kai'Sa này. So với 8 mạng level 9 top 1 thì đang cầm chơi thế này. Chơi này thì Galio 3 sao 3 quyền năng thì cũng khá ổn đấy mọi người. Mình sẽ làm thử xem nha, để xem nó to cái nào. Bùi đồ này luôn mọi người ạ, để cho nó khỏe. Bởi đôi khi mình cứ tiếc đồ ấy thì mình sẽ mất một trận đấu. Nên là không, đừng có tiếc mọi người ạ. Một khi đã xác định làm được cái gì thì cứ làm thôi. Xác định chơi được cái gì cứ chơi thôi. Bởi chỉ một sai sót nhỏ thôi là mình sẽ không thể nào có thể làm lại được mọi người ạ. Một sai sót nhỏ trong game này thôi là mình sẽ cút luôn. Đối thủ ổn, thủ ổn, sát thương ổn thì vẫn sẽ win thôi. Ôi top 1 này. Zone Kata ở học viện này. Ông này đang level 8 rồi. Nhưng mà Mid Fortune của mình thì chơi được. Một riêng con Mundo thôi đã đủ khỏe rồi. Mundo đã đủ khỏe để có thể chống chịu rồi. 2 quyền năng 1 giáp gai. Game này thì mình sẽ up level 9 rồi nhá. Hy vọng sẽ kiếm được con Galio 3 sao trong game này. Bởi vì Galio thì là một vị tướng mà mình cảm thấy anh em khá là kén chén chọn đó. Khá là kén chơi. Bởi vì phải tốn 2 slot cơ. Nó tốn mất 2 slot. Và 2 slot đó thì anh em sẽ phải thực sự là phải đội hình phải mạnh thì mới chơi được Galio. Còn không thì sẽ mất 2 slot một cách oan uổng thì nó khá là khó. Top 1 gặp rồi nha. Top 2 Zac. Ông này thì mình sẽ giết được thôi. Top 3 Harry Potter, Cockmo. Ông này thì dốc đồ. Ông này thì Mid Fortune luôn. Zone 2 sao. Nguyên Võ Kiều Anh. Ông này chất lượng đấy mọi người. Ông này khỏe đấy. Đủ đừng gặp nha. Đừng gặp Nguyên Võ Kiều Anh nha. Ok quá mọi người. Ông Nguyên Võ Kiều Anh này chất lượng này. Mid Fortune đồ này nó cũng rất là bá nha. Này. À không phải, ông này Harry Potter à? À, ông Rezat mọi người, ông Rezat. Cockmo Sojin. Lên luôn cho nó nóng mọi người ạ, bởi vì mình cũng đang khá là run ở đây. Game này mình có thể thua bất cứ lúc nào. Vãi lồi, ra một cái gì đó đi, Tam Ken à. Tam Ken đấu sĩ à. Tam Ken này. Kai'Sa, Galio.
Ô chết rồi, thì mình để con cá sa làm gì ta? Để cá sa có hơi 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 lag nha mọi người, con cá sa nó cũng không cần cái này đâu. Galio luôn này. Mà game này mà chơi 5 ngoại binh thì cũng hơi lủng nên mình sẽ không chơi 5 ngoại binh đâu. 5 ngoại binh game này thì chơi nó khá là dễ cút đấy. Mình còn 5 tiết thôi nên không thể làm lại cuộc đời được. Game này mình sẽ không xác định chơi 5 ngoại binh mọi người ạ. Mình sẽ xác định chỉ chơi đấy thôi, chơi đội hình liên quan tới kiểu là Gen X 2 sao mọi người ơi, lấy luôn nhá, bắt luôn. Bắt luôn Gen X nha. Để lên 2 sao để cho nó tự tin chút. Ah my god. Ok lấy được rồi. Tam Ken 3 sao 3 quyền năng thì cũng khá là bá. Mình cần biết chứ mình chưa làm về nó. Mình chưa làm về con Tam Ken 3 sao 3 quyền năng hoặc là Galio cũng vậy. Galio hay Tam Ken 3 quyền năng đều bá đạo cả. Chứ nếu mà Kai'Sa 3 quyền năng hay là Zumi 3 quyền năng thì không hợp lý cho lắm. Bởi vì Galio nó to sẵn mọi người. Nó to sẵn rồi thì 3 quyền năng nó sẽ khá là chất lượng. Ok, chỉ đích 2 sao này. Mình sẽ bỏ con này ra, Kai'Sa ra. 4 cảnh binh, 4 ngoại binh, 5 ngoại binh đi ha. Mình sẽ bắt Mundo của nhá, để nếu mà xí mà lên được con Tam Ken 3 ấy thì mình sẽ cho Mundo nuốt. Chưa kịp luôn. Đây, ông này khỏe này, ông này rất là bá này. Biết Fortune đồ này gắt lắm. Nó skill một phát này chắc mình cũng lủng thôi, nhưng mà không sao. Giết nhảy được rồi, ok. Win mọi người nhá. Galio 2 sao, Tam Ken 2 sao. Ông này cũng chơi ngoại binh chữa thua ấy, nhưng mà ông này thua mới được khoảng tầm 3 trận thôi. Mới thua được khoảng 3 trận là đã thua rồi. À 7 trận ấy, 7 trận đã win mất rồi, mình khiến ông này nổ hũ mất rồi. Bây giờ để xem nha mọi người, mình đang mình sẽ cho Tam Ken nuốt này đi. Bây giờ nó cho Tam Ken nuốt Mundo thì cũng ok. À chết rồi, nuốt trước rồi. Để xem nào, có nguy hiểm không? Nguy hiểm tính mạng mình không? Top 1, top 2, Glock, Fiora, 8 học viện rồi. Đội hình 8 học viện mà Kai'Sa cầm trang bị này nữa thì cũng bá lắm đây này. Gặp luôn mọi người, hên quá. Mình để Miss Fortune ở xuống dưới rồi. Cái game này mình để Miss Fortune ở đây bị lốc là mình toang luôn. Bởi Miss Fortune là sát thương đa phần là chính của mình ấy. Ok, win mọi người. 8 học viện mình rất là bá đấy. Ui. Hên có vút rồng mọi người ạ, không vút rồng là cút rồi, hên quá. Bá chưa, nghe không, 8 học viện bá lắm. Bá thật. Để xem cái này mình sẽ lên được 3 sao mọi người nhá. Hy vọng sẽ Ron ra đi, chứ nãy giờ Ron cũng hơi đen rồi. Ok, bán ngoại binh thôi. Một trang bị quyền năng khổng lồ mọi người ạ. Một trang bị thú tượng nhé. Thú tượng này thì mình sẽ dành cái thú tượng này cho con nào hợp lý bây giờ nhỉ. Bây giờ mình chỉ còn 3 con Tam Ken hay 3 con Galio thôi là mình sẽ lên 3 sao được. Ui, di tích 3. Di tích 3 sao 3 quyền năng thì nó khét quá. Rồi, một con nữa Galio. Một con nữa thôi. Ok, mình sẽ làm cho anh em xem Galio 3 sao 3 quyền năng nha. Một quyền năng, hai quyền năng, ba quyền năng. Ok, Galio 3 sao quyền năng mọi người ạ. Hai giáp gãi này, mình để random đi. Ok, có luôn Galio 3 sao 3 quyền năng mọi người nhá. Để xem nào. 9, 11, 12, 13. Ui. Chắc mình phải bán hết tướng đi đâu mọi người ạ. Mình sẽ bán hết tướng đi để tích nhá. 21, 22.
Chưa đủ 25 luôn, vẫn chưa đủ 25 stack mọi người. Mình sẽ bắt một chút thần tượng vào cho đây. Bắt chút vệ sĩ vào đi. Để cho nó khỏe mọi người. Ok. Như này thì con tam con Kaleo của mình sẽ được sẽ bị đấm vào ấy. Ôm này có 2 Nico luôn này. 5 7 8 9 10 12 15 15 rồi. Nổ mất rồi. 25. Ôi vẫn 24 người, vẫn thiếu. Vẫn thiếu nha. Ok, này đi. Đúng rồi, gõ nhiều vào, 14, 15. Chết rồi. Ôi, vẫn còn sống à? Vẫn còn sống mọi người ạ. Trang bị kìa, quá nhiều trang bị luôn, chỗ thủ 13 trận của tôi. Vẫn chưa thể thấy được nó kích hoạt 25 stack mọi người nhá. Chưa thấy kích hoạt 25 stack đúng không? Để này đi, để cho con Galio nó chống chịu hết sát thương. Hôm nay để mình xem con này có dùng lock được con Galio của mình không. Ok, ông này kiểu no hope rồi. Ok nào, Galio 3 sao 3 quyền năng của tôi. Quẩy đi bạn. Ui. Khỏe quá anh em ạ. Vâng, endgame, cảm ơn mọi người theo dõi video của mình nha. Chào mọi người, hẹn lại ở những video sau. Bye bye mọi người, tạm biệt. 89.000 sát thương.